Đây là em Sử thì có thể là cũng đi dưới kia làm ruộng rồi các bác, em Sử đấy. Bây giờ là tranh thủ đang có nước thì sẽ tranh thủ là làm cho nó nhanh hơn để mà được đắp lại cái bờ này các bác này. Cái bờ này thì là mấy nước cấy sẽ phải đắp lại cái bờ cho nó mới. Đây, ở đây thì là ông với lại ông thì đang huấn luyện lại con trâu được các bác ạ. Huấn luyện lại con trâu này tại vì là con trâu này thì cũng lớn rồi. Không huấn luyện thì sau này nó lớn là không huấn luyện được đâu. Rất là khó huấn luyện đấy. Sau này nó lớn lên đấy. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của hai anh em Hải Sử của bác ạ. Cháu Lực ra đến đây thì không có thấy ai ở nhà cả. Xe của em Sử thì cũng không có thấy. Có lẽ rằng là các em đã đi ra ngoài là làm cái việc gì rồi các bác ạ. Thử vào xem là cửa nó có khóa không. Cửa này thì khóa mất rồi các bác ạ. Đây, nhưng mà ở phía bên ngoài thì không thấy là các em là khóa cửa gì cả. Cháu Lực thử đi xuống dưới nhà cũ xem là có bắt gặp là hai anh em Hải Sử không. Vì sợ rằng là em Sử có thể là để xe gửi ở trên nhà của em Ca của bác. Chỗ này thì thấy là không biết là em Sử là em Hải đào đây. Đào không biết để làm gì các bác này. Hôm nọ thì cháu Lực lên ấy, không có bảo em Hải là cùng em Hải là đi lấy thêm cái giống cây cỏ voi này các bác này để mà trồng hết cái chỗ mà cái phần đất mượn ở đây. Ở trên này thì cháu Lực cũng có trồng thêm là một cái hàng rào bằng cỏ nữa để sau này nếu mà nó có phát triển lớn lên rồi thì sẽ để bảo các em là chặt một nửa, xong là một nửa còn lại thì sẽ để mà làm hàng rào. Làm hàng rào thì cũng rất là tốt các bác ạ. Cỏ voi này nó mọc thành cái búi ấy các bác, thành ra là cái búi rất là to. Nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là thấy là có cả em Hải với lại ông là đang bừa ruộng dưới đây này cô bác này. Ôi dồi, dưới một cái ánh nắng mà khá là nắng mà thấy em Hải là cởi cả chân này. Thử đi xuống dưới xem nào. Không biết là con nhà chú hai em với ông các bác không biết là đi đâu rồi mà thấy em Hải là đang đi xuống với được cùng ông. Hôm qua thì cháu Lực có hỏi ông thì ông nói rằng là hôm nay là ông sẽ huấn luyện cái con trâu nhỏ của các bác để mà làm ruộng cũng như là để mà cày đấy các bác. Phải tầm bây giờ thì cũng tầm độ tầm 4 giờ chiều các bác. Hôm nay cháu Lực thì lên nhà các em là khá là muộn, cũng gọi là lên các em thì ghi hình lại những cái cuộc sống hàng ngày của các em thôi. À, đang cơm à? Hả Sơn? Sơn là đang cơm à? Có một mình ở nhà đây à? Mặt khỏi chưa? Đây anh xem nào. Sắp khỏi rồi à? Đâu này anh xem nào. Sắp khỏi rồi nhỉ? Thế là đỡ rồi. Hôm nọ lên thì bắt gặp là Sân là bị như kiểu con gì nó cắn đấy các bác. Giải bảo đã bị ông đốt thì nhà là sưng hết cả người. Ở nhà này không có ai à? Có. Anh kia đâu ấy? Sao lại trốn đây? Đâu rồi? Thế nào? Tối qua không nhìn thấy gì. Đây xem nào. Đâu? À, sao lại trốn đây? Ra đây xem nào.
Đấy, 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 đấy. Sao phải trốn hả? Hả? Sợ anh à? Hả? Thế là hai anh em là đang ăn cơm à? Thế đang làm gì đấy? Sao lại trốn đấy? Hả? Người thanh niên này không biết là làm cái gì mà rất là sợ trốn được các bác ạ. Nó cơm rồi à? À, ông đâu? Ông làm ruộng. Ông làm ruộng à? Ông với ai đi làm ruộng? Với Hải. Với Hải à? À. Tôi lực thiệt ý xuống người xem là ông với lại Hải thì làm mà ruộng như thế nào. À, tôi lực không biết là hai bạn là với ông nữa các bác. Có một bạn thì rất là ngại cho lực các bác ạ. Mọi lần là đều trốn cả thôi. Lên thì xem là cái cuộc sống hàng ngày của các em và xem là có cái gì nó thay đổi không các bác. Đây, ôi đàn gà của nhà em Sử thì ra tận đây chơi này các bác này. Và đàn gà này thì hôm nọ là cháu Lực của em Sử là đi mua đấy các bác, được bạn Phạm là gửi cho. Ôi rồi, có vẻ như bên kia là đang huấn luyện con cháu nhỏ nhỏ kia các bác này. Không biết là vào gần thì con trâu thì có sợ không. Đấy, bây giờ thì ông với lại em Hải đang huấn luyện thì cháu Đức sẽ không có nói chuyện to mấy các bác. Để một tí nữa cháu Đức sẽ hỏi em Hải sau. Đấy, gà thì bây giờ là đang chuẩn bị là làm cái đang cuốc bờ được các bác. Thì ra là ra đây bắt giun. Thấy Hải là bẩn hết người rồi các bác ạ. Cái công việc mà huấn luyện trâu này thì là cũng cực kỳ là phức tạp đấy các bác. Ừ dạ. Mẹ thì vai này ô ba. Ô ba. Ồ cháo rồi chứ. Ồ chiếm cháo chứ. Thế là vừa rồi cháu được hỏi ông là ông bảo là cháu này thì là đang vừa mới tập thôi các bác. Hải thì sao lại cười hết cả áo đấy kia. Áo đâu hết rồi. Mẹ bảo là sợ áo dính đất thành ra là cười ra. Đấy, ông này năm nay là cũng gần là hơn 80 rồi các bác đấy, nhưng mà ông vẫn còn là rất là khỏe các bác ạ. Đây là em Sử thì có thể là cũng đi dưới kia làm ruộng rồi các bác, em Sử ấy. Bây giờ là tranh thủ đang có nước thì sẽ tranh thủ là làm cho nó nhanh hơn để mà được đáp lại cái bờ này các bác này. Cái bờ này thì mấy nước cấy sẽ phải đáp lại cái bờ cho nó mới. Này, ở đây thì là ông với lại ông thì đang huấn luyện lại con trâu thôi các bác ạ. Huấn luyện lại con trâu này tại vì là con trâu này thì cũng lớn rồi, không huấn luyện thì sau này nó lớn là không huấn luyện được đâu. Rất là khó huấn luyện đấy, sau này nó lớn lên đấy. Đấy, ở dưới kia thì thấy là ai ai cũng đang làm ruộng của bác này. Thấy là những cái thửa ruộng bậc thang mà bây giờ nhìn vào trong rất là đẹp. Này có lẽ là em Hải nhà không làm gì thì ông nhờ xuống để mà giúp cho ông dắt trâu để huấn luyện trâu. Không biết là ra đây từ mấy giờ rồi. Ở đây thì nếu như các bác có theo dõi từ những cái thước phim đầu ấy thì là bắt gặp đúng cái hoàn cảnh như thế này thôi các bác này. Nhưng mà từ đấy là em Hải là rất là gầy, không có béo như bây giờ đâu.
Trâu này sắp đi được chưa? Sắp thả được chưa? Bọc đi chỉ tới chứ? Bọc đi chỉ tới à? Bọc bàn dê cháu đi chỉ tới à? Tức còn cháu thức bay bà? Nâng cháu đó? Dê thứ, dê cháu tôi phòng thám tới đó, dê cháu hơi hạc bài giang thì phải đều đi à? Dê hơi hạc bài giang phải đều đi à? Muốn cắm à? Dê cháu đi thám tới đấy mày. Ờ, không, vẫn lấy dây cho ông chứ, vẫn lấy dây cho ông chứ. Dây không đến á? Không đến tay ông à? Dây này ngắn quá nhờ. Ông ấy dắt được máy thửa rồi thì bây giờ phải thả để cho nó đi thôi chứ. Cứ dắt như này thế này thì nó chỉ đi, biết đi theo thôi. Để mà làm ra được những hạt thóc này, hạt gạo này thì phải nói là bà con thì rất là vất vả đấy các bác ạ, thì mới ra được những cái hạt thóc như vậy. Mấy năm nào mà mất mùa ấy là còn phí công sức của mình rất là nhiều. Như nhà của các em như này này các bác này, năm nào cũng làm quần quật thế này mà gạo này thóc là cũng không có đủ ăn đâu. Và năm vừa rồi thì được bác Kim Hoàng là hỗ trợ cái phần giống nữa các bác, thì đến thời điểm hiện tại là vẫn còn chưa hết gạo đâu các bác, là vẫn còn. Bây giờ bắt đầu trồng thì đến độ tầm là tháng 8 tháng 9 thì mới được gạt. Chúng tôi cũng nói với em Hải là ông nhờ việc gì thì các em vẫn luôn phải là sẵn sàng để giúp đỡ ông nữa. Đấy là hai bạn nhỏ, không biết là tại sao hai bạn nhỏ lại không có ra đây để mà hộ ông làm. Anh Hải còn cởi hết cả áo ra đấy. Đây, cẩn thận nha Châu ấy. Mặt là dính bùn đất hết rồi. Thế mà ở dưới suối đấy các bác, các bạn được nghỉ hè là bố mẹ là cho đi đây đi đó. Còn như ở đây là các cái bạn vùng cao, và đặc biệt là những bạn là như em Hải và em Sử đấy các bác ạ, là không còn bố nữa, không còn mẹ nữa. Là khi mà nghỉ hè chỉ có là ở nhà là làm ruộng này, làm mọi cái thôi. Làm ruộng, lấy củi, lấy cỏ, hay là có công việc gì là làm công việc đấy hết cả. Tầm mà thời tiết như này thì cũng mát mẻ hơn một chút rồi các bác. Thì em Hải mới cởi được áo, chứ không là thời tiết độ tầm là 3 giờ đổ lại là thời tiết nắng này, xong là nó còn rất là oi nữa. Em Hải là có thể là qua hết năm 9 này là thấy lớn rất là nhanh nữa các bác. Có thể là còn lớn nhanh hơn cả của em Sử nữa. Bây giờ nhìn vào người em thì đâu đó là tầm được là phải hơn 30 cân rồi. Có lẽ là sau khi mà cháu được đăng tải cái thước phim này lên thì cũng có rất là nhiều ý kiến của các bác là nói là máy cày đâu, tại sao không có lấy máy cày ra làm nữa các bác. Thì thực sự ra bây giờ thứ nhất là ruộng này thì là ông đã chia rồi, là hiện tại là ông đang ở với chú, cho nên là nếu như mà ông làm không hết ấy, thì chú sẽ giúp cho ông đấy, giúp ông để làm đấy. Thì em Sử thì không có thể mà lấy máy cày đi vào làm được, thì phải một câu là chú nhờ, hay là chú đi mua dầu về thì có thể là nhờ em Sử, thì em Sử là có thể làm hộ được là một hôm. Bây giờ thì nhà em Sử là em ấy chưa làm xong, thì mấy cây em cũng chưa đem ra đây vội các bác ạ. Vì bây giờ các em là phải làm là
Cũng thưa với các bác là ruộng của nhà em xử thì rất là xa, toàn là ở chỗ xa thôi, tít xuống dưới các bác này, chỗ cháu Đức đang zoom lên và cháu Đức vừa chỉ các bác đấy. Bây giờ nếu mà lấy máy cày ra đây để mà làm ấy thì nó còn phải là khiêng máy cày lên đây. Khi xưa mà lúc mà cháu Lực mới lên chia sẻ đấy các bác, là giờ đấy là có hai con trâu, là ông cũng làm này, em Sử cũng làm và em Hải là cũng làm đấy. Giờ đấy là đi mượn trâu của nhà ai về làm nữa. Ông với lại anh Sử thì làm nhiều hơn, còn em Hải thì là con nhỏ tuổi hơn thì sẽ làm ít. Ôi Hải thì như chỉ trâu đất ở nhà giờ ấy. Bây giờ thì cũng khá là mát rồi các bác nhé, bây giờ ấy. Hải còn bảo là sợ áo bẩn nên là cởi áo ra chứ. Không phải thanh niên nghĩ gọi là không sợ da đen các bác, sợ áo bẩn. Như là bây giờ là có nước thửa nào thì là bừa thửa đấy thôi các bác ạ, chứ không có một phát là nước hết luôn. Mùa này thì đang là cái mùa mà hiếm nước đấy. Có như thế này là nhiều nước rồi các bác ạ. Ở dưới khu của cháu Lực là ở là tít xuống bên kia các bác này, ở nhà các bác là tít xuống bên kia, thành ra là bao giờ như trên nó chia thành là ba bậc các bác ạ. Nhà em Sử là bậc đầu tiên, và xong rồi đến thứ hai là gần xá đó là bậc thứ hai, xong rồi đến tít chỗ Lộc ở chỗ mà bố mẹ cháu Lực ở là bậc thứ ba, rồi thì có nước thì vẫn làm ruộng. Những cái cảnh này thì thực sự ra nếu mà như các bác thì rất là ít khi gặp đấy, nhưng mà đối với cháu Lực thì là nó là cái hình ảnh mà đã gắn bó với lại cái cuộc sống của cháu Lực rất là lâu rồi các bác. Có thể là như cháu Lực không có duyên làm YouTube thì cháu Lực cũng có gọi là cầm cày để mà theo trâu thôi. Sau khi mà cháu Lực có duyên với lại YouTube thì cũng được các bác là ủng hộ rất là nhiều, và ủng hộ cái hoàn cảnh mà cháu Lực đi chia sẻ là hoàn cảnh đầu tiên là hoàn cảnh của hai ông cháu của bác, hoàn cảnh của ba ông cháu đấy các bác ạ. Thì thứ nhất thì được bà Vũ Vĩ Thanh là gửi cái phần gọi là trợ duyên cháu Lực là lần đầu tiên, xong thì mới đến các bác dần dần là các bác biết đến, xong là mấy cháu Lực mới tạo thành một cái quý để mà làm nhà cho ba ông cháu. Đấy, cũng rất là may là khi mà cháu Lực đi vào làm nhà đấy các bác, thì số tiền là làm thì thật sự ra lúc đầu mà vừa mới bước vào các bác để mà tính toán vật liệu này thì cháu Lực còn chưa có thể là tính toán được gọi là sát sao cả, vẫn còn là có cái thì thiếu, có cái thì thừa. Đấy, nhưng mà đến khi mà hoàn thiện ngôi nhà của bác của ba ông cháu đấy các bác thì còn là thiếu là hơn là 5 triệu. Đấy, thì khoản đấy thì lại được hai chị Thúy là giúp đỡ cháu Lực để mà giả cho là cháu Lực không có phải là bù tiền của cháu Lực vào nữa. Rất là biết ơn tới hai chị rất là nhiều. Có lẽ là chắc là xong cái thửa này thôi các bác. Không biết là thửa này thì có nước ít như này thì ông với lại em Sử thì có tập luyện được trâu không. Ở đây thì là đang vừa tập luyện vừa huấn luyện trâu, xong là vừa bừa luôn các bác. Sắp phải đây luôn rồi Zeno. Tiếp tục là thửa bên này. Huấn luyện trâu thì phải là một người dắt, xong là một người đằng sau điều khiển. Vừa điều khiển là mình phải vừa hô khẩu lệnh nữa các bác ạ. Trái phải nữa. Chứ không phải là hô khẩu lệnh bằng tiếng phổ thông đâu các bác nhá. Thú vị. Và bằng tiếng dân tộc thôi. Hôm nay lên có vẻ là nhìn thấy người to tướng nhỉ. Đấy, ông này cũng dính hết là bùn đúng không?
một người ông mà hy sinh cho em Sử, em Hải rất là nhiều. Thì các em mới đến như ngày hôm nay được. Công lao lớn nhất thì đều công lao lớn nhất mà nuôi các em lớn lên thế này thì có cả công cả ông cả bà nữa. Bà của các em thì đến thời điểm hiện tại của bác ạ thì cũng được mất được độ tầm là hai năm rồi, đến thời điểm bây giờ là được 2 năm rồi các bác. Cứ quay đi quay lại như thế này để mà trâu nó bao giờ nó mới thuần thuộc thì là một người mới điều khiển đi. Để mà huấn luyện được một con trâu bừa với lại cày giỏi thì cũng phải là trải qua một cái thời gian cũng rất là dài. Và rất là dài thì mới huấn luyện được. Như con người, như bản thân của mỗi người cũng thế thôi các bác. Mình phải trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm cũng như là cuộc sống thì mới đến được cái con đường mà gọi là như con đường màu hồng của mình đi các bác. Các em cũng thế thôi, các em bây giờ còn phải là gặp thêm rất là nhiều những cái thử thách thì các em mới trưởng thành được. Và nhìn vào trâu thì cũng đôi lúc thì cũng thấy là rất là tội các bác ạ. Nhưng mà trâu thì trên vùng cao thì nó sinh ra thì nó đã làm cái công việc như thế này rồi các bác. Trâu thì là một cái gọi là một cái món tài sản mà rất là lớn đối với lại một người dân hay là một người trên vùng cao. Mất trâu là mất hết cả tài sản luôn các bác. Thưa các bác, cũng có rất là nhiều các bác cô chú anh chị ở trên kênh thì rất là tiếc và rất là buồn khi mà thấy là ông mà quay trở lại ở với là người chú các bác. Nhưng mà đây thì chắc là cũng đã nói rồi, có thể là có một cái lời hẹn ước từ thời xưa rồi, từ lúc mà em Sử hay là em Hải còn rất là bé thì đã hứa là gọi là khi nào mà nuôi các em lớn lên rồi thì sẽ hoàn trả lại cái tài sản cho hai anh em Hải Sử. Như các bác cũng đã biết rằng là nhà chú thì có rất là đông con, của bác có tận là 40 con luôn, thì thành ra là có lẽ là phần đất của nhà chú thì không đủ để mà chia được, sau này thì chia cho các con không đủ để ăn. Đấy, cũng do là một phần là cô chú không có biết cái cách mà cái hạch hoán gia đình nữa các bác, thành ra là cứ thế mà đẻ thôi, đẻ rất là nhiều. Có những bạn thì cách nhau độ tầm là 10 tháng thôi, đến tầm là 13 tháng thì đã khó, thì đã lại thêm là có thêm là một bạn mới rồi. Cũng không có lo nghĩ gì, người ta chỉ là lo nghĩ rằng là gọi là gia đình đủ ăn là được. Đấy, đủ ăn là được thôi cô bác. Đấy là điều đấy là điều gọi là được rồi. Đấy. Đấy, hình ảnh mà rất là thích thực, giờ hành mà rất là thực tế luôn cô bác nhá. Đấy, bây giờ thì chỉ có là cái con đường học này cô bác này, học và học thì mới có thể là thay đổi cái cuộc sống sau này của em Hải với em Sử thôi. Có thể là bây giờ em Sử không có được đi học cô bác, nhưng mà em Sử ở nhà thì được các bác là giúp đỡ về cái kinh tế rồi, cho nên là em biết cách để mà chăn nuôi trồng trọt này. Đấy, còn là em Hải thì con việc học của nó cô bác, con việc học của em Hải thì nếu như được là các bác cô chú anh chị mạnh thường quân là đồng hành cùng cho lực để mà sang năm đưa bé Hải để chạm tới cái ngôi trường cấp 3, để cho cái ngôi trường này có thể là giúp em Hải là tiếp xúc được nhiều hơn, tiếp xúc được thêm là nhiều điều mới mẻ hơn và biết được thêm nhiều điều còn là chưa biết nữa, để về sau này cùng hai anh em một người thì có thể là biết cách chăn nuôi, còn một người thì biết về cái cách mà chăm sóc như thế nào thì không bị bệnh, thì như thế thì các em mới thoát khỏi là cái cuộc sống như hiện tại và như bây giờ được cô bác. Cuộc sống thì không thể là ngày một ngày hai thay đổi cả cô bác ha, chỉ có để mà thay đổi đấy cô bác thì
một khoảng trải qua một cái khoảng thời gian rất là lâu thì mới thay đổi được. Đấy, còn như nếu mà cuộc sống thay đổi trong phút chốc một ngày một hai là chỉ có gọi là trúng vé số hay là trúng như thế nào thôi thì nó mới thay đổi là nhanh được. Đấy, ở đây thì có thể là có những câu thì cho được nói nó sẽ hơi thô một chút cô bác. Đấy, nhưng mà nó sẽ gọi là dựa những cái vào mặt thực tế để mà cho được đưa ra và nói cô bác nhé. Cũng như là một số các bác có nói là để em xử là cày giúp cho ông với đấy, nhưng mà vừa rồi cháu nói cô bác thì phải xong của em xử đã rồi thì mới giúp đỡ được của ông được đấy, nhưng mà ở đây thì sau này mà về phần sợ rằng là giao giúp ông ấy thì là chú không thích, chú không có thích, thành ra là cũng không có, mình cũng không có dám để mà tự ý đâu cô bác ạ. Có thể là hiện tại là chưa có vấn đề gì xảy ra các bác, nhưng mà sau thêm cái khoảng thời gian thì sẽ có thêm là nhiều cái là cũng còn chưa có thể là biết được. Đấy, ông với lại em Hải thì đã huấn luyện xong con trâu rồi các bác. Đấy, sau khi mà huấn luyện xong trâu thì người em Hải thì cũng như là trâu đất luôn rồi nhỉ. Đấy, bây giờ thì cùng ông lên trên này rửa chân rửa tay xong Hải cũng đi tắm đi, không là dính bùn lâu quá là không tốt đâu, không tốt cho sức khỏe đâu. Lần sau Hải cứ mặc áo vào, không phải sợ áo bẩn đâu mà, không thì sau này da đen hết xì ấy, đen xì xì hết đấy. Đây bây giờ Hải đi tắm rửa đấy nhá. Thanh niên kia lại không biết là bắt một con chim gì về rồi. Chim gì đấy? Bây giờ lại bắt con chim chào mào về rồi. Bắt được mấy con đấy? Cho chú xem con đấy nào. Cho xem nào. Thả xuống nào. Hai con chào mào con này. Chào mào này thì bây giờ rất là hiếm các bác ạ. Chào mào này. Vừa rồi em Hải thì cũng đã tắm rửa xong rồi các bác ạ. Lần sau thì Hải lại cứ phải mặc quần áo dài tay vào nhá. Đấy, chứ không là sau này da đen hết đấy. Sau 2 tháng nghỉ hè lại da lại đen thui lùi thì. Thế vừa rồi là cùng ông làm đến mấy giờ? Từ 1 giờ rồi á? Ôi dồi. Thế hai bạn ở với chú không cùng ông làm à? Không đâu. Hai bạn ở với chú hôm nay đi đâu? Đi cắt cỏ. Đi cắt cỏ với cháu à? Vừa rồi anh lên nhà không thấy anh xử đâu thì không biết là anh xử đi đâu rồi. Vừa nãy em xuống anh xử ở nhà không? Không ở đâu ạ. Không ở đâu ạ. Vừa nãy em không thấy xe ở nhà cả vừa nãy. Ôi chỗ này có rau bí tốt đấy Hải này. Rau bí này là hôm nọ là ông trồng đúng không? Ừ. Thấy rất là tốt cô bác ạ. Ở chỗ bên kia là ai đào đấy? Đây. Không biết á. Thế là chắc là anh xử đào đây mất chỗ này ấy. Nè. Không biết là anh xử đào định để cái gì đây. Hay là sau đi thì đóng cái cửa sắt này lại nhá. Cửa sát này thì hôm nọ cũng làm chốt mọi cái thôi. Gà này thì là ban ngày nó đi hết rồi à? Ừ. Phía bên này là chuồng gà của nhà hai anh em Hải xử của bác ạ. Em nọ thì là bà An Phạm có nói với cháu Lực rằng là để mà rào mua sát bên mua của bác này, rào quanh chỗ này lại đấy, nhưng mà chỗ này thì không có phải đất của nhà em Hải, nên là không mình không thể rào, không rào được.
Đấy, nhà thì mở cửa xong thì nhìn rất là rộng rãi các bác ạ. Cháu Lực cũng rất là mong là sẽ được đón các bác, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân là lên thăm nhà em Hải một lần. Đấy, nếu mà như bây giờ thì đang vào cái mùa hè rồi các bác, như các bác có dịp mà lên Hà Giang thì các bác nhớ ghé qua chỗ bản em các bác nhé. Đấy, trong nhà thì ôi à, mây sạch bóng nhỉ. Đấy, vào nhà nó, vào nhà là phải thế chứ. Đấy, phía bên này thì bàn học này, mọi cái các em cũng làm rất là gọn gàng. Tủ lạnh để ra bên này à? Đấy, tủ lạnh thì thấy là Sử với Hải thì lại để sang bên này. Bên kia thì anh Sử chuyển ra à? Chuyển ra bên này thì cũng nó bên bếp nó sẽ rộng hơn các bác ạ. Ồ, thế là này là để làm rau lợn à? Rau lợn này, rau này ai đi lấy về? Anh Sử lấy về á? Chỗ góc này thì các em để tận dụng lại để như cái rau giết mọi cái các bác. Bây giờ thì các em là nấu vào còn nấu bếp củi nữa, là thứ nhất là nó có cả nuôi cám, nuôi lợn nữa các bác. Thành ra là bây giờ mỗi ngày nó lớn lên rồi thì thành ra là phải lấy rau lợn là nhiều hơn. Đấy, vừa rồi thì các bác cũng nhìn thấy là cái cảnh mà em Hải với ông đi huấn luyện trâu các bác, không khác gì lại những cái thước phim mà hồi cháu Lực mới lên chia sẻ cả. Thật đấy thì em Hải còn rất là bé các bác ạ. Bây giờ thì thay đổi lên rất là nhiều, được các bác anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ, là về cái phần thứ nhất là về phần tinh thần, và thứ hai thì là chỗ ăn chỗ ở thì cũng được các bác giúp đỡ, và đặc biệt là đến bây giờ hiện tại thì được bà An Phạm là hỗ trợ các em là về khoản ăn uống là hàng tháng nữa, cho nên là các em có cũng như là bổ sung thêm chất đạm, chất gì này kia nữa, thành ra là các em phát triển rất là nhanh. Hôm nay là ngày chủ nhật thì sợ rằng là anh Sử có đi vào bên chỗ nhà thờ kia không? Không biết à? Như các em thì thưa các bác là theo đạo là Tin Lành, thành ra là đến ngày chủ nhật ấy thì các em là lên đi vào nhà đạo để mà hình như là làm cái gì đấy, thì cháu Lực cũng không có nắm rõ cho lắm các bác ạ. Có vẻ như là trời chuẩn bị đổ mưa rồi đấy nhỉ? Bởi ban ngày thì nắng rất là nhiều. Đấy, và anh lại dặn thêm Hải thêm một lần nữa là khi mà đi làm ruộng này hay là đi làm bất cứ việc gì đấy thì mặc áo dài tay vào nhá. Thấy áo dài tay thì có hay là không có? Có. Có đúng không? Đấy, có thì là phải biết mặc áo dài tay vào nhá. Để mà tránh trường hợp là sau này là đen hết người đi. Đấy, cũng có rất là nhiều các bác là nghĩ rằng là sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà của ba ông cháu thì cháu Lực sẽ không có quay lại một lần nữa. Cháu Lực thỉnh thoảng thì cháu Lực vẫn hay lên đấy, nhưng mà không có lên được, lên đều đều như cái thời mà đang làm nhà nữa. Bây giờ chỉ có lâu lâu lên một lần để các em có chuyện gì thì cháu Lực còn là lên, hay là cháu Lực nhận được những cái phần quà nào của các bác thì cháu Lực vẫn lên và trao tận tay cho các em. Các bác tin tưởng yêu quý rồi thì các bác gửi tới, gửi cho cháu Lực để mà cháu Lực đi trao hộ, thì cháu Lực không có đi thì thành ra lại nó lại như kiểu là mở cái kênh thiện nguyện để làm gì, mở kênh thiện nguyện ra thì để mà trao yêu thương, trao những cái tấm lòng vàng của các bác là giúp đỡ cho các em. Bên này thì có vẻ như là có cát vào đây đấy Hải. Nó thì cháu Lực bảo là em Sử đấy các bác, bảo là làm lại cái phần đấy, thì trong cái thời gian này thì em Sử cũng đang bận làm ruộng, thành ra là không có để mà tiến hành vào làm được. Thì để mà sau khi mà em Sử là làm ruộng xong, hôm nào rảnh thì cháu Lực sẽ ra đây để mà cùng em Sử vào làm các bác nhé. Hôm nọ thì phải nói là một chút các bác để mà tránh trường hợp là cháu Lực không nói. Hôm nọ thì sơn màu rất là đẹp rồi đấy, nhưng mà khi mà em Sử bịt ở trên, dùng xi để bịt trên thì các bác, em Sử không có để ý, thành ra là nó bị xi, nó bị nước, nó bị dò xuống ấy, tạo thành là một cái vết nó bẩn bẩn một chút các bác. Còn về cái phần sơn nhà này các bác này thì là được các bác là lại hỗ trợ riêng để mà hoàn thiện
về cái phần sơn nhà cho các em nữa. Thế là buổi tối, là tối nay là hai anh em ăn cơm là có đi xuống nhà ông ăn cơm không? Không biết rồi. Không biết à? Vâng. Thế là bây giờ là em nấu cơm chưa? Chưa đâu. Chưa đâu à? Ừ. Bây giờ còn đi sớm như này thì có còn đi làm thêm công việc gì không? Không đâu. Không á? Vâng. Thế lấy cỏ thì em con là chú là lấy hết rồi nhỉ? Vâng. Rau lợn thì là từ hôm qua lấy về để dành rồi à? Vâng. Sợ rằng là anh Sử đi lấy rau lợn không? Có ạ. Có á? Vâng. Có thể là em Sử là em ấy đi lấy rau lợn rồi các bác. Đấy, ở nhà thì chắc là tầm giờ này là Sử là Hải là chuẩn bị cho lợn ăn nên là nấu cơm lợn đúng không? Vâng. Bây giờ thì lợn là có 3 con rồi. Đấy, nhưng mà để nó ăn đấy các bác thì nó vẫn còn là ăn ít thôi chứ mấy nữa mà con độ tầm là 6-70 cân là lúc đấy là hai anh em lại phải lấy là nhiều hơn đấy nhỉ. Vâng. Đến tầm lúc đấy thì lại suốt đi xong lại mua lờ mới về là được rồi. Vâng. Lợn thì nhà của các em ấy các bác cho ăn rau dại này kia thôi đấy, nhưng mà em Sử khi mà được bà An Phạm hỗ trợ thì em cũng biết là đi mua thêm là cám cỏ này. Và sau đó thì các em trộn thêm bột ngô thì lợn ăn lớn rất là nhanh các bác ạ. Nó công nhận là lớn rất là nhanh. Có những con thì nó như em Sử lâu lâu không đi mua cái thuốc tẩy giun các bác. Thì cái này thì cho Đức sẽ bảo em Sử là đi mua cho, hoặc là cho Đức sẽ mua lên cho em Sử thuốc tẩy giun để cho con lợn nó lớn nhanh. Chứ không là lợn nó lớn rất là chậm. Hôm nay lên thì phải nói là khi mà nhìn lại như kiểu thí dụ ví như là những cái thước phim mà cháu Lực mới lên chia sẻ các bác, làm ruộng mệt mỏi xong là về đến nhà là ăn cơm, là chỉ có ăn cơm mà chá miếng lá thôi chứ không có thịt thà như bây giờ đâu. Bây giờ thì đi làm mệt nhưng mà về nhà vẫn có thức ăn thịt thà này kia là đầy đủ hết, cũng không phải là lo nghĩ gì cả. Em Hải thì là bây giờ là chỉ cần cố gắng là học thôi là tốt rồi đấy. Để sau này còn có cơ duyên mà đi chạm tới cái ngôi trường ước mơ của Hải, ngôi trường cấp 3 chẳng hạn nha. Có muốn đi học cấp 3 không? Có à? Có à? Đi học cấp 3 là sang năm là phải cố gắng học thật giỏi nhá. Đấy, có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng chia sẻ là khá là dài thôi các bác, và rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác dành tặng tới cho cháu Lực và tất cả những hoàn cảnh mà cháu Lực đi chia sẻ nữa. Hay còn những cái điều gì mà cháu Lực còn thiếu sót thì sẽ rất là mong sẽ được sự góp ý của các ông các bà là giúp đỡ cho cháu Lực. Và thêm nữa thì khi mà các bác có theo dõi được những thước phim cháu Lực chia sẻ lên ấy, cho cháu Lực xin một nút like và một đợt chia sẻ, cộng thêm là một đợt đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh cháu Lực là ngày một phát triển và lớn mạnh hơn, để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao của bác. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.